Okay, em sẽ bắt đầu bằng một cái box. Scale nó ra. Scale nó ra. Ở đây không cần chính xác kích thước. Cho nên các bạn nhìn sao thấy vừa mắt mình là ok. Sau đó chúng ta sẽ thêm lưới. Thêm lưới thì các bạn sẽ chọn cạnh. Quét chọn hết nè. Chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ Mesh Tool Connect. Chọn cái phần sắc mành nè các bạn, mình tăng lên. Chọn cái phần binh nè, mình giữ chuột giữa mình kéo. Ok ha, xong việc thì mình nhấn Enter. Tiếp tục các bạn chọn cạnh này, giữ Shift Double Click vào đây để chọn một vòng. Các bạn lại tiếp tục dùng Mesh Tool chọn Connect. Bây giờ mình sẽ Double Click vào cái cạnh và dịch chuyển nó đi. Được chưa? Double Click vào, di chuyển đi. Chọn mặt, click vào đây, giữ Shift Double Click vào đây. Giữ Shift Double Click vào đây, giữ Shift Double Click vào đây. Rồi lúc này các bạn ít chút lên. Đơn giản là dùng công cụ chọn giữ phím Shift đẩy lên. Được chưa? Shift bỏ chọn mặt này với mặt này. Giữ Shift mình đẩy lên. Xoay trở lại chúng ta sẽ chọn cạnh. Cạnh này. Shift chọn, Shift chọn, Shift chọn. Chọn tiếp nè các em. Bo góc cho nó. Bo góc là sẽ là bevel. Chỗ này các bạn sẽ thêm lưới ha. Bevel các bạn thêm lưới chỗ này là 2. Như vậy là các bạn đã được cái ghế sofa. Bây giờ chúng ta sẽ làm chân ghế. Cái chân ghế rất là đơn giản. Các bạn sẽ sử dụng cái cylinder. Các bạn sẽ chọn cho thầy cái thuộc tính là cái phần cáp này sẽ bằng 0. Cái phần exit này cho nó nhỏ xuống. Được chưa bạn? Ít lưới nó nhẹ thế thôi. Rồi chúng ta sẽ scale nó lại. Cái chân bên dưới nó nhỏ, trên nó bự thì các bạn sẽ chọn face. Chọn vào đây scale lớn nó lên. Các bạn nhớ thêm lưới để bo góc ở các cái phần vuông góc. Ít chút. Bấm vào ô vuông scale vô. Thêm lưới chỗ này nè các em. Và nối cái mặt này lại. Mesh Tool, Edit Mesh, chọn Merge Tool Center. Được chưa? Bây giờ các em có thể chọn cái cạnh này để bo góc bevel. Được chưa? Ok ha. Xoay xuống bên dưới nè, xoay xuống phía bên dưới thì mình hơi khó thấy. Vậy lúc này các bạn hãy ẩn cái này đi. Để ẩn thì các bạn sẽ chọn cho thầy bảng layer. Chọn Create Layer Room Selected. Có nghĩa là mình sẽ tạo layer, đồng thời mình đưa cái đối tượng được chọn vào trong đó luôn. Ẩn nó đi. Chọn cho thầy cái mặt này nè các bạn. Ít chút. Bấm vào cái ô vuông scale lại, tương tự ở trên. Anh này sinh ra là hai đối tượng. Edit Mesh, Merge to Center. Chọn lại cái cạnh này các em. Bevel. Rồi, chỗ này cho thầy hai ô lưới. Bây giờ các bạn mở cái layer lên. Đó, các bạn sẽ di chuyển. Di chuyển vào vị trí mà mình mong muốn. Đây các bạn. Đó, làm sao biết cái vị trí này nó ổn hay không? Chuyển qua bốn cái vùng nhìn. Được chưa? Và điều chỉnh. Đây, này phải trên mặt đất vậy. Đúng không? Này phải vừa chạm vào nha. Rồi qua đây các bạn sẽ chọn hai anh giữ Shift kéo qua đây. Ok ha. Rồi. Lên đây nè các bạn sẽ chọn cho thầy là X-ray. Để nhìn xuyên qua coi có chỗ nào bị lệch. Thì thầy thấy anh này cần xích ra một xíu ha.